Và các bạn kinh xem cách 24 giờ. Cá heo xanh mỏ đỏ GSX-R1000 bóng 7 dưới gầm gara. Suzuki GSX-R1000 là mẫu xe tiêu biểu cho thiết kế dòng xe mô tô thể thao của Suzuki. Xe lưu thông trên đường tựa như một thần sấm với dáng vẻ uy nghi đậm thể thao. GSX-R1000 là một trong những dòng mô tô thể thao được xếp vào ông vua đường phố, có tốc độ và tính năng vận hành không thua kém gì những mẫu khác như là BMW S1000R, Yamaha IZ-R1, Kawasaki Ninja ZX10R1. Chiếc xe sở hữu bộ mặt dữ dằn, sắc sảo cùng với thiết kế đèn pha mới, đèn cốt và chụp đèn dạng gương cầu cũng được thay thế bằng đèn halogen với chó phản xạ đa chiều. Những đường G nổi lên ở phần đầu xe, bộ quay và chắn bùn được khắc họa rõ nét nhất, làm gia tăng nét đẹp khỏe khoắn của mẫu xe này. Sở hữu phong cách đặc biệt với cùng và vành bằng chrome cùng với nan hoa mạ cái màu xanh tạo ra cái sự nổi bật. Tông xịt tông với bộ nan và hốc gió và các chi tiết như là phuộc, bộ chỉnh phuộc, đai ốc siết tay lái và đai ốc container vân. Trang bị ống xả Yosimura Capone danh tiếng. Chiếc xe có độ tối đa 300 km/h và được trang bị hệ thống an toàn ABS phanh Tokiko. Phần đuôi được tạo dáng thanh thoát với những đường gân sắc nét. Cụm đèn hậu sử dụng cái bóng diode phát quang OLED được nhân làm đôi, tạo điểm nhấn cho phần đuôi xe và được ví tượng như thần sấm, dáng vẻ uy nghi đậm chất hào mừng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại clip tiếp, nhớ like, share, subscribe.